Kính thưa quý vị thân mến, buổi sáng nay thì Tùng Quê cũng hết sức là vui mừng là vào một cái ngày 29 tháng 6 năm 2023 âm lịch, thì bà con đi chùa vào một cái buổi sáng rất là đông, hai ba rất là đông. Thấy bà con mình có tinh thần đi chùa là mình mừng. Thành ra do đó thì hôm nay thì nhân dịp hôm nay hai anh em buổi sáng này vẫn còn ở đây, để rồi đang chờ đợi đoàn để mình tiếp tục lên đường. Quý vị, kính thưa quý vị, thì nhân dịp buổi sáng này thì chúng tôi cũng sẽ cùng với anh Bà Nhê mình sẽ có đôi phút để rồi kỷ niệm vào buổi sáng này, bằng những lời nhắc nhở. Quý vị, thì chúng tôi nhớ lại hai cô giảng thầy. Chào anh ba, anh ba một buổi sáng thấy anh ba cũng rất là tươi. Anh Ba Nhê cũng là một cái vị ở Hưng đỡ xã Phú Hưng, quý vị, xã Phú Hưng. Anh cũng rất tích cực làm từ thiện xã hội, thế nên thì về cái sự hiểu biết về đạo pháp, về đường lối của đạo Phật giáo Hoằng Hảo, thì anh ba mình cũng có nghiên cứu cũng khá khá. Nhân dịp này thì chúng tôi cũng sẽ khởi xướng lên hai câu giảng của thầy để cùng với quý vị, cùng với anh ba, để mà mình sẽ nhắc nhở một chút vào buổi sáng hôm nay. Kính thưa quý vị, mà Đức thầy có dạy là tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật, tái ương chẳng còn. Thấy hai câu giảng này cũng khá hay, liên quan đến cái việc đi, có thể bà con mình đi chùa, bởi vì tu cầu á vì thì các bà con mình giấc sáng này đến chùa cũng có những cái sự cầu nguyện ở tại Tam Bảo, ngôi chùa của thầy, thì cũng là một cái sự kiện để rồi mình thành tâm cầu nguyện, để mong rằng cho tất cả quý vị, tất cả gia đình của quý vị được bình yên. Quý vị, thì nhân dịp này thì chú kính mời anh ba, thì hai câu hỏi, hai câu giảng vừa rồi, kính mời anh ba có thể giải nói và có thể rộng hơn để cho bà con hiểu hai câu giảng gì. Kính mời quý vị cùng theo dõi. Trên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, và xin lễ phép kính lễ Đức Phật Đức Thầy. Và kính thưa anh Tường Quê, thì hôm nay thì chúng ta cũng đã có một cái nhân viên để mình đi làm cái bổn phận, vì cái nghĩa cái tình đối với đồng đạo chúng ta, tức là hôm nay chúng ta đi cầu nguyện cho thân phụ của đồng đạo Tuyết Minh. Thì sáng hôm nay thì cũng còn cái thời gian nó cũng hơi rộng của buổi sáng, thì hai anh em chúng tôi và cùng mình cùng quê thì cũng đến viếng chùa thầy, thì thấy cái khung cảnh ở đây thì thấy được đồng đạo của chúng ta mà trong một cái buổi sáng đi cúng chùa cũng rất là đông, thì đây là cái tín hiệu, gọi là cái tín hiệu mà rất là mừng, thì chứng tỏ rằng thì cái tinh tinh thần đạo của thầy càng ngày thì càng càng phát triển được rất là nhiều người là vào cái con đường đạo. Chứng tỏ vừa qua thì cái lễ 18 tháng 5 vừa qua thì phải nói là đông nghẹt luôn, quý vị, quá đông luôn. Thì chúng tôi thấy thì được các cái vị mà ở chùa đó thì người ta nói chính quyền người ta thống kê, người ta ước lượng khoảng chừng 1,5 triệu người, quý vị. Cho nên mình thấy đây là một tín hiệu hết sức là tích cực, quý vị, mình rất đáng mừng. Thì thưa với anh Tùng Quê, thì giảng của Đức Thầy thì phải nói là ít câu mà ý nhiệm sâu lắm, cho nên chúng ta cũng chỉ nói theo cái khả năng của mình. Thì thưa các vị, thì vừa qua thì anh Tùng Quang anh có nêu lên hai câu giảng của Đức Thầy, đó là tu cầu trăm họ hiền lương.
đồng thanh niệm Phật tay ơn chẳng còn. Thì chữ tu thì định nghĩa theo cái từ điển thì chữ tu là sửa, nhưng mà ngoài cái sửa ra còn những cái tu khác nữa, chẳng hạn như là tu cầu, cầu cho cha mẹ, cầu cho cửu quyền thất tổ, cầu cho ba tánh vạn dân, mình cầu cho đất nước của mình được thái bình, cầu rất là nhiều thứ mà đức thầy chúng ta cũng có những cái câu, đức thầy chúng ta cũng cầu đó quý vị, cầu cho già trẻ gái trai đó rủ nhau niệm Phật liên đài được lên, như là cầu cho cái mọi người được đi vào cái cửa Phật, để làm sao để cho mọi người được bình an vô sự, thì đó là cái mong muốn và cái ước nguyện của cái đấng mà quạt Phật, luôn luôn lúc nào cũng có cái phát hiện, thể hiện cái tâm từ bi của mình. Thì đối với người tín đồ Phật giáo hòa hảo thì đức thầy chúng ta có dạy Phật từ thiện cách nào ta phải từ thiện theo cách đấy. Thế cho nên thì người tín đồ Phật giáo hòa hảo luôn luôn lúc nào cũng chú trọng về cái sự tu cầu. Chẳng những chúng ta tu cầu hàng đêm, mỗi đêm, mỗi ngày, thì tức là sáng với chiều rồi gắn ký nguyện cầu, hay là sớm chiều bình đẳng trả lời, hay là tưởng nhớ Phật như ăn cơm bữa, giọng cửu quyền sớm tối với màu. Như vậy thì thể hiện cái lòng từ bi, cái tình thương của cái một cái người tín đồ, thì luôn luôn lúc nào cũng mong muốn cho tất cả là trăm họ, tức là muốn nói là ba tánh vạn dân, thì được luôn luôn lúc nào cũng được là bình an, được vô sự, và từ tâm bác ái cầu cho mọi người được hiền lương, như cái lời của đức thầy chúng ta dạy là muốn làm sao để cho tất cả chúng sanh trở về có con đường hiền lành. Cái con đường đó là cái con đường mà an toàn nhất quý vị, con đường hạnh phúc nhất, con đường an vui nhất, con đường mà giải khổ cho mình bằng cách là chỉ cái con đường hiền, con đường thiện, con đường phải, con đường tốt, cái con đường đó là con đường là tốt đẹp nhất quý vị. Cho nên tu cầu trăm họ hiền lương, bây giờ mình muốn mong muốn làm sao cho mọi người được được hiền cả, thì đó là cái ước nguyện. Đồng thanh niệm Phật thì đồng thanh niệm Phật tai ương chẳng còn, tức là đức thầy dạy chúng ta phải có một cái phương pháp niệm Phật, là tại vì chúng sanh chúng ta niệm trần quá nhiều, vì chính vì vậy đó mà làm cho cái tâm trí của chúng ta là bị xáo trộn, nó bị dao động rất là nhiều, cho nên nó trở nên là tâm tối, rồi chúng ta hành động những cái điều nó không có chính đáng, không có là ngay thẳng, không có tốt đẹp. Cho nên chính vì vậy mà đức thầy dạy chúng ta niệm Phật để cho chúng ta bớt đi cái niệm gọi là cái niệm phàm đó quý vị, niệm mê lầm chẳng dứt gì, cái vọng niệm về vị thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc phiền não ngăn che chân tâm mà. Cho nên đức thầy chúng ta dạy niệm Phật để chi? Niệm Phật để chúng ta bắt chước theo cái hành Phật, bắt chước nói giống như Phật nói, là bởi vì Phật nói luôn luôn lúc nào cũng nói những cái điều tốt đẹp cả, cho nên mình phải đức thầy dạy chúng ta niệm Phật để mình bắt chước theo cái đức Phật, để mà mình nói giống Phật, rồi làm những cái việc tốt đẹp, những việc mà cao cả, những cái việc mà lợi dân ích nước, làm lợi lạc cho nhân sinh, thì cái đó là cái việc làm của đức Phật, luôn luôn lúc nào cũng thể hiện cái làm sao để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh. Mà đức thầy đã nói sự tu hành thì làm sao để phát hiện những cái đức tính cao cả bằng mọi biện pháp để làm cái đem lại phước lợi cho chúng sanh, đó là thỏa mãn trong cuộc đời hành đạo của mình. Cho nên niệm Phật để mình bắt chước Phật, nói giống Phật, làm giống Phật, nghĩ giống Phật, tưởng như Phật, Phật tưởng mà Phật làm, như nói như Phật nói mà làm như Phật hành, thì đó là cái ý nghĩa của sự niệm Phật. Một là tan đi những cái vọng niệm trần lao của mình, và để rồi mình bắt chước theo Phật, làm đúng theo cái ý nghĩa của sự niệm Phật. Cho nên đức thầy chúng ta dạy đó, niệm Phật mà muốn cho nó được an vui, niệm Phật mà muốn cho nó được hạnh phúc, thì cần phải
cần phải có những cái việc mà khác nữa. Thí dụ như Đức Thầy chúng ta dạy chữ Nam Mô phải trì giới, phải giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Cho nên niệm Phật thì chúng ta phải giữ giới luật quý vị. Mà cái giới luật đó là cái điều cơ bản, cái điều cần yếu mà Đức Thầy chúng ta đã từng dạy, điều cần yếu ở chỗ giữ giới luật hàng ngày. Cho nên chúng ta niệm Phật mà muốn cho cái sự kết quả được tâm bình trí tịnh thì chúng ta cần phải có giới luật quý vị. Giữ giới luật thì giới mới sanh định, định thì mới phát huệ được. Cho nên phương pháp niệm Phật mà muốn cho nó đạt được thành tựu cái kết quả hiện tại và ở cái tương lai thì chúng ta cần phải có một sự giữ giới. Ngoài cái sự giữ giới ra thì chúng ta còn phải làm cái bổn phận của mình nữa, là bởi vì Đức Thầy chúng ta dạy lục tự di đà giữ tứ ân, tu thân thiện tính phải chuyên cần lục tự di đà giữ tứ ân. Cho nên đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo thì bốn cái điều trọng ân này thì chúng ta cố gắng phải gìn giữ, cố gắng phải thực hiện thì chúng ta sẽ đạt được một cái kết quả tốt đẹp ở hiện tại và ở tương lai quý vị. Cho nên là bốn trọng ân phải cố gắng đáp đền. Còn nếu mà chúng ta muốn được giải thoát, không còn sanh tử nữa, thì tám điều chánh phải ráng làm cho đúng quý vị. Cho nên Đức Thầy chúng ta dạy niệm Phật để chi? Tai ương không còn quý vị. Là bởi vì niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp, mà niệm chữ Di Đà tan chướng nghiệp thì chúng ta cần phải có niệm cho rành quý vị. Mà Đức Thầy dạy là niệm Di Đà ráng niệm cho rành thì mới được sống coi tiên thánh. Tức là chúng ta niệm mà Phật mà cho rành rồi đó thì chúng ta sẽ được một cái quả vị, ít nhất là cũng phải là một cái người hiền của hội Long Hoa, thì chắc chắn là chúng ta sẽ được coi được Phật, được trời cái ngày đó. Là bởi vì nước Việt Nam xa của mình sau này đó thì sẽ có Phật tiên tại thế quý vị. Cho nên niệm Phật mà muốn cho được cái kết quả tốt đẹp hiện tại thì chúng ta phải có một cái sự làm cái bổn phận của mình đối với đời, đối với xã hội. Dạ thưa với các vị, thì muốn cho cái sự niệm Phật của mình mà nó có mà được cái kết quả tốt, chẳng hạn như là tăng chướng nghiệp, Đức Thầy dạy niệm chữ Di Đà tăng chướng nghiệp, thì chúng ta cần phải có một cái sự nỗ lực khác nữa. Mà Đức Thầy chúng ta cũng đã có câu tu thân thì thiện tính phải chuyên cần, lục tự Di Đà thì phải giữ cái tứ ân, tức là chúng ta phải lo đền trả cái tứ ân. Thì niệm Phật mà muốn có cái kết quả thì chúng tôi nhớ có lần Đức Thầy cũng giải thích về niệm Di Đà và niệm cho rành, là bởi vì niệm cho rành tức là chúng ta vừa niệm Phật mà chúng ta phải sửa sang những cái lời nói của mình để làm sao cho giống Phật, rồi cái ý niệm của mình làm cho giống Phật, rồi cái việc làm của mình cũng phải cho giống Phật. Tưởng thanh phải nói chánh, phải làm nhân, tức là làm những cái điều nói như Phật nói, làm như Phật hành, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ có được một cái kết quả thành tựu tốt đẹp. Cho nên nếu chúng ta không niệm Phật mà chúng ta niệm trần đó, thì tâm của mình thì sẽ bị tâm tối. Cho nên Đức Thầy chúng ta có đoạn là vì cái vọng niệm về việc thế trần ấy mà không cho cõi lòng an lạc, rồi phiền não ngăn che, chân tâm mờ ảo, thì do chúng ta niệm trần cho nên là cái tâm chúng ta một ngày một đen tối. Mà cái tâm mình đen tối rồi thì dễ gây ra cái tội lỗi, nói thì chúng ta bị tội, rồi nghĩ chúng ta cũng bị tội, rồi việc làm chúng ta không chính đáng chúng ta cũng bị tội. Cho nên là chúng ta cần phải niệm Phật để đánh tan cái niệm trần, để rồi tâm của mình được bình, trí mình được tịnh, thì để cho mình có một cái sự sáng suốt để mình kiểm soát cái lời nói của mình, hành vi của mình, cái cử chỉ của mình, làm sao cho nó là được tốt đẹp. Thì cái sự niệm Phật ấy
nó mới đem lại một cái kết quả như mong muốn. Chứ nếu chúng ta mà chỉ có cái niệm Phật không đó, mà chúng ta không có làm cái trách nhiệm và cái bổn phận gì đối với đời đó, thì cái đó thì chúng ta không có đền trả tứ ân được. Cho nên là chúng ta cần phải có cái làm những việc làm cho giống Phật. Đức Thầy của chúng ta thì Ngài cũng hết sức là làm những cái việc cứu dân, Ngài cứu nước. Cho nên Đức Thầy chúng ta là có câu là phần sĩ tăng tay trống miệng kèn, giác thiện tính chấn hưng nền Phật giáo. Tức là Đức Thầy chúng ta vừa dùng cái tam độ nhất như để mà độ đời đó, tức là trị bệnh độ đời, rồi thuyết pháp độ đời, viết kinh giảng độ đời, để làm sao để trong cái sự mà hành đạo của Đức Thầy hay là của tất cả tín đồ của Đức Thầy, làm sao để đem lại cái lợi ích. Cho nên Đức Thầy chúng ta có một cái đoạn Ngài mới nói rằng đó, sự tu hành chúng ta phải làm sao để phát hiện những đức tính cao cả bằng mọi biện pháp thiệt tế để đem lại cái phước lợi cho toàn thể chúng sanh, thì đó là thỏa mãn trong cuộc đời hành đạo của mình. Cho nên người tu phải có cái bổn phận và có cái trách nhiệm với đời. Chúng ta phải có cái trách nhiệm gọi là trách nhiệm trả tứ ân cái gì. Đến ngày biển cạn non mòn, tứ ân đã trả thì mới chẳng còn tàu căng. Chúng ta mà trả tứ ân ăn xong rồi thì chúng ta sẽ đắc đạo đó quý vị, chứ không phải là thường. Cho nên chúng ta niệm Phật đó thì chúng ta phải cố gắng bắt chước như Đức Phật vậy. Mà Đức Thầy chúng ta có câu là các chư Phật không khi nào rảnh, tâm từ bi vẫn nhớ chúng sanh. Cho nên dạy chúng ta niệm Phật, chúng ta phải nhớ niệm Phật, phải nhớ từ bi. Nhớ từ bi hai chữ ngâm nga, dù làm lụng cũng là kỳ trí. Là bởi vì Đức Phật là đấng toàn thiện, toàn mỹ, bác ái vô cùng, chúng ta phải bắt chước Phật. Cho nên có đoạn là Phật là tả đục hữu song, Phật là vốn tánh từ bi, việc lành bất cứ điều chi cũng làm. Từ xã hội bước sang nhân loại, từ gia đình đến gọi bất dân, hãy là việc hợp nghĩa nhân tự nhiên xuất sẵn đem thân ra làm. Trước thì độ mình, sau con độ chúng. Câu ấy là rất đúng Phật gia. Đừng lầm ngồi niệm Di Đà, mặc ai sống chết không ra giúp dùa. Ngồi niệm mãi, niệm cho đến chết cũng không thành chi được mà mong. Tức là mình niệm Phật là xã hội này ai sống chết mặc ai, mình không có quan tâm tới, không có trách niệm tới, không có bổn phận tới, thì chúng ta niệm Phật như vậy thì niệm Phật còn nó trong một cái dòng rất là hạn hẹp. Cho nên Đức Thầy mong muốn cho chúng ta làm sao phải là niệm Phật thì phải là tả đục hữu song, rồi sang tây cứu thế, qua đông độ đời, chứ đâu có ngồi yên một chỗ, giữ chùa chiền chuông mỏ kể cơ, không làm cho kẻ nào nhờ, tu hành như thế bao giờ. Cho nên niệm Phật thì chúng ta phải cố gắng thực hiện những cái điều tốt lành mà Đức Thầy chúng ta đã dạy, nào là cái đạo của chúng ta phải đối với mọi người, đối với gia đình, đối với bản thân, đối với gia đình, đối với anh em, đối với cha mẹ, đối với cô bác, đối với xã hội, phải cho thật là tốt, thì cái sự niệm Phật chúng ta chắc chắn là sẽ kết quả như sự mong muốn. Là bởi vì tu thì chúng ta nó có hai phần. Một là chúng ta tu cầu, tức là mình tu tha lực, còn mình sửa sang thì phải tự mình sửa sang, thì đó là tự lực. Là bởi vì trong cái phương pháp của nhà Phật đó, anh Tùng Quê, thì luôn luôn lúc nào cũng áp dụng hai cái phương pháp mà nó cũng gọi là cái yếu chỉ của Đức Thầy, đó là pháp thiền và pháp tịnh. Hai phương pháp này thì cần phải có. Cho nên chúng ta niệm Phật
chúng ta phải cố gắng sửa sang tâm tánh của mình giống như Phật dạy. Thì đó là chúng ta vừa tu cầu tha lực mà chúng ta vừa tự lực để mà làm những cái việc mà giống như ý nghĩa của cái sự niệm Phật, thì đó là chúng ta có cái tự lực. Mà nếu chúng ta mà tu cầu, chỉ tu cầu không mà chúng ta không có nỗ lực sửa sang thì Phật cũng khó mà độ chúng ta cho được. Bởi vì là bởi vì Đức Thầy chúng ta cho dạy đó là Phật độ chúng sanh đó là độ kẻ gì nữa, chúng ta quên, độ kẻ hiền lương nhân ái. Cho nên là mình muốn ai mà muốn được mà tiếp độ đó thì Đức Thầy chúng ta dạy phải trong sạch tinh thần lẫn vật chất. Cho nên mình muốn cho được cái Phật hộ trì cho mình đó thì mình phải cố gắng, nhất là niệm Phật chúng ta cần phải giữ giới. Là bởi vì Đức Thầy chúng ta có dạy đó, thì chữ Nam Mô thì phải trì giới nha, giữ chay, chay được tánh, chay tâm mới quý. Nếu chúng ta niệm Phật mà chúng ta không giữ giới thì đại để như là trong 8 điều trăng cấm của Đức Thầy chúng ta phải hết sức là quan tâm, hết sức là tìm hiểu để theo dõi, để rồi chúng ta thấy được những điều nào Đức Thầy chúng ta cho phép chúng ta làm, khuyến khích chúng ta làm, điều nào Đức Thầy bảo chúng ta đừng làm. Bởi vì cái điều nào mà Đức Thầy biểu chúng ta làm là đều có lợi ích cho chúng ta cả. Mà điều nào bảo chúng ta đừng làm thì đều là để giúp cho chúng ta tránh đi được cái sự tội lỗi quý vị. Cho nên là trong cái 8 điều trăng cấm đó, trong cái điều thứ nhất mà chúng ta cố gắng niệm Phật phải giữ cái điều thứ nhất cho trọn vẹn, chắc chắn rằng chúng ta sẽ có mặt cho đại hội Long Hoa quý vị. Mà nếu ai mà vừa niệm Phật mà giữ cái điều thứ 8 đó cho nó trọn vẹn thì chắc chắn rằng chúng ta được giảng sanh cực lạc. Là bởi vì trong điều thứ 8 Đức Thầy chúng ta có dạy điều thứ 8, tóm tắt là phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, là phải dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặng trọn lành, trọn sáng, về cõi Tây Phương ăn dưỡng học đạo thì hoàn toàn rằng trở lại cứu giới chúng sanh. Cho nên niệm Phật chúng ta cần phải có một cái giữ giới luật cho tốt, hành xử đạo nhân cho tốt, đạo tôi chúa, đạo là cha con, rồi đạo vợ chồng, rồi đạo bè bạn. Chúng ta phải ráng giữ gìn cái này cho nó tốt. Cái gì mà Đức Thầy chúng ta dạy là ráng giữ gìn, tức là giữ cái viền mối tam can ngũ thường, luân thường ngũ luân này cho nó trọn vẹn thì chúng ta mới là có được một cái thành tựu, một cái kết quả hiện tại và ở tương lai quý vị. Cho nên Đức Thầy chúng ta khuyên kêu gọi chúng ta ráng giữ gìn, kẻo mất giống hiền xưa, những thói hư tật xấu phải trăng chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tận mặt. Ta viết sơ ít lời cho vắn tắt, ước mong đời xét kỹ đặng tu hành. Phật từ bi thì đặng chữ cao thanh, còn người lương thiện hưởng tới muôn điều hạnh phúc. Cho nên để tóm lại với hai câu giảng: tu cầu trăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tái ương chẳng còn. Tu tức là sửa, đó là nghĩa đen của cái chữ tu. Mà ngoài cái sửa ra chúng ta còn phải cầu nguyện. Là bởi vì chúng ta cầu nguyện là thể hiện trên một cái sự đền đáp tứ ân, tức là chúng ta cầu cho đất nước chúng ta được hòa bình, cầu cho thế giới được hòa bình, cầu cho là cha mẹ của chúng ta, cầu cho ông bà cha mẹ của chúng ta được điều tốt lành, và cầu cho bá tánh vạn dân, cầu cho tất cả mọi người để thể hiện trên một cái tinh thần thương yêu lẫn nhau để đền đáp cái tứ đại trọng ân. Cho nên Đức Thầy chúng ta dạy đừng có quên hai cái thời cúng quý vị, sớm chiều gắn trí nguyện cầu, hay là sớm chiều bình đẳng chớ lơi. Đức Thầy chúng ta dạy chúng ta vừa tu cầu mà Đức Thầy chúng ta cũng là có cầu cho già trẻ gái trai rủ nhau niệm Phật liên đài lên, hay là Đức Thầy chúng ta ước làm sao để
cho chúng ta được cái điều tốt đẹp. Ước trăm họ nhẹ mình có cánh, Ngài ước như vậy. Cho nên chúng ta cố gắng thực hiện theo lời của Đức Thầy. Chúng ta đã dạy, chúng ta ráng tu cầu, chúng ta ráng làm việc nghĩa, ráng làm việc phước, việc lành, việc tốt, việc phải, thì Đức Thầy chúng ta rất là vui vẻ, mà chúng ta cũng được cái điều mà tốt đẹp cho chúng ta. Mà là bởi vì quy điều, hãy ráng hành đi, hành theo cho đúng phu thi của Thầy, xong rồi thì cửa Phật sum dày, thì đẹp lòng vui vẻ của Đức Thầy rất là Đức Thầy chúng ta rất là vui vẻ. Là bởi vì Đức Thầy chúng ta mà nhìn vào cái trong tín đồ mà thấy rằng thì mọi người đang biết lo tu hành, thì ở đây thì anh Hai cũng là một trong những tín đồ thuần túy, thì luôn luôn lúc nào cũng thể hiện cái việc thiện, cái việc nghĩa để giúp đời. Là bởi vì Đức Thầy chúng ta khuyến khích không phải tu riêng cho mình mà tu cho mọi người nữa, phải không anh Hai? Vừa lo cho mình phải không, rồi vừa giúp ích cho đời, vậy không nghe ha? Thì vừa lo cho mình vừa giúp ích cho đời, đó là thể hiện trên cái tinh thần của người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, luôn luôn lúc nào cũng mà biết cái bổn phận và cái trách nhiệm của mình đối với đời, đối với xã hội, đối với gia đình, đối với bản thân, đối với cha mẹ, đối với chòm xóm, đối với tất cả mọi người xung quanh của chúng ta. Cho nên cố gắng làm những cái việc mà để giúp đỡ lẫn nhau, rồi thương yêu lẫn nhau, phải đùm bọc lẫn nhau khi có việc quan hôn tan tế, hay là lúc ốm đau sanh đẻ bất kỳ, sẵn lòng giúp chẳng nể chi, người nào cũng thấy còn gì quý hơn. Mà Đức Thầy chúng ta có câu là trách dân còn tiếc lụa the, chẳng làm phước thiện quả e đến mình. Cho nên cái điều phước, cái điều thiện là rất là quan trọng. Mà ngài, mà Đức Thầy còn nhắc lại thánh hiền rơi tích đời xưa, nhờ tâm từ thiện người ưa kính thờ, để rồi chết rồi bỏ cổ bơ dơ, chi bằng làm phải truyện thơ ghi đời. Xác phàm có mấy lâm hơi, rất là ngắn quý vị ơi. Cho nên chúng ta cố gắng hàng đêm chúng ta tu cầu, và bên cạnh đó chúng ta cố gắng để niệm Phật, cố gắng làm những việc nhân đức, cố gắng tạo cái phước đức cho mình. Là bởi vì trong cái Đức Thầy của chúng ta có dạy có 5 điều đối với người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo là cần phải làm. Thứ nhất là phải cúng lạy. Cái thứ hai là phải giữ gìn giới luật. Cái thứ ba là phải ăn chay. Cái thứ tư là phải niệm Phật. Cái thứ năm là phải làm lành. Tức là chúng ta phải vừa niệm Phật, vừa làm lành, vừa cúng lạy, vừa tu cầu, để thể hiện cái bổn phận của chúng ta là đền trả tứ đại trong ăn. Nếu chúng ta mà làm xong trọn vẹn rồi thì chắc chắn rằng chúng ta không có mất cái phần thưởng sau này. Là bởi vì Đức Thầy chúng ta cho biết là phương nam rạng ngọc, trói lò lưu ly hổ phách, mấy tòa đài cung dành cho kẻ lòng trung chánh trực, quân cùng thần náo nức vui tươi, liên hoa đua nở nụ cười, rước tôi lương đóng để chào người chân tu quý giá vô cùng, phải không quý vị? Cho nên chúng ta cố gắng quý vị ơi. Chứ bây giờ nếu chúng ta mà không cố gắng thì lỡ mà vô thường tới chúng ta rồi, chúng ta mất cơ hội, đúng không? Mất cơ hội. Xin lỗi anh thứ mấy tên gì? Anh thứ tư tên Dũng. Dạ, anh Dũng. Thì mình cũng như là con một cha hết rồi, phải không anh? Cho nên mình cũng có cái khuyến khích lẫn nhau, mình cố gắng cùng làm, cùng phấn đấu trên cái bước đường mà đạo của mình. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà. Cho nên Đức Thầy chúng ta là muốn làm sao cho chúng ta làm tròn cái nhân đạo. Là bởi vì hồng trần biển khổ thấy rồi, ráng tu nhân đạo cho tròn mới hay. Là bởi vì cái nấc thang nhân đạo đó là một cái nấc thang đầu tiên của đạo Phật. Nếu chúng ta mà cố làm xong cái nhân đạo rồi thì cái đạo Phật chúng ta kế một bên rồi quý vị.
Cho nên là nhân đạo mà hoàn thành đó thì Phật đạo siêu liền. Cho nên là chúng ta cố gắng để làm tròn cái bổn phận của mình, làm cho rồi phận tu mi sau này sẽ thấy ly kỳ năm non, rồi chúng ta sẽ được dành một cái phần thưởng. Kẻ hiền đức sau này được hưởng phép thần linh của Đức Di Đà, lại được gần bể ngọc Long Sa, coi là chư quốc tranh giành châu báu nữa. Cho nên chúng ta cố gắng để rồi chúng ta sẽ đến một cái nơi cao quý mà Đức Thầy chúng ta giới thiệu, trên bãi núi còn nhiều báo lạ, ráng tu tâm dưỡng tánh để coi đời, coi là coi được Phật, được trời, coi phép lạ của tiền của thánh. Chúng ta cố gắng làm sao phấn đấu, ít nhất thì chúng ta phải có mặt ở tại cái đại hội Long Hoa thì cái cơ hội giải thoát chúng ta rất lớn quý vị. Là bởi vì trong cái, chúng tôi nhớ một cái lần nọ Đức Thầy chúng ta dạy đó, Đức Thầy chúng ta có nói rằng đó là cái đạo của Đức Thầy là có 6 hạng, mà trong đó thì cái hạng mà người hiền đó là thấp nhất quý vị. Người nè, tướng nè, rồi thần nè, rồi thánh nè, rồi tiên nè, cái cao nhất đó là quả vị Phật. Có 6 cái quả vị, nếu mà người nào mà được giữ hậu Long Hoa chắc chắn là người ấy đã đắc đạo rồi quý vị. Đắc đạo tức là đắc một trong cái 6 quả vị này. Cho nên chúng ta cố gắng, Đức Thầy cũng kêu gọi và mong muốn rằng để cho chúng ta có mặt người đại hội Long Hoa, gỡ chân cho kịp Long Hoa. Long Hoa có mặt ấy là hiền nhân. Cho nên là chúng ta cố gắng phấn đấu để là cái lần này là lần cuối cùng, lần này không có còn một cái lần nào mà để cái cơ hội nữa. Cho nên Đức Thầy chúng ta là cho chúng ta biết trễ thời kỳ khó gặp đặng ta quý vị. Cho nên chúng ta cố gắng với cái thời gian, cái tuổi tác, cái số vô thường của mình, nhìn ra anh em mình nó cũng lớn hết rồi. Chắc cái tuổi của mình nó cũng không có dài, cho nên mình phải tranh thủ, phải phấn đấu, phải là cố gắng để là tu tập, cố gắng để làm những việc thiện lành, cố gắng để mà giữ gìn giới luật, tránh gọi là tránh ác, cố gắng hành thiện, cố gắng sửa tâm tánh của mình cho nó tốt lành, thì chắc chắn rằng chúng ta niệm Phật, chúng ta cầu nguyện, chúng ta làm những cái việc như là tu cầu trăm họ hiền lương, hãy đồng thinh niệm Phật thì tai ương chẳng còn. Thế giới này bây giờ mấy anh nghĩ là thế giới này nếu ai cũng biết niệm Phật hết, ai cũng biết làm lành hết, ai cũng biết điều nhân, điều nghĩa, điều thiện, cái điều tốt đẹp cả, thì thế giới này rất là bình yên, phải không anh? Cho nên là Đức Thầy chúng ta cũng ước nè, ước mơ thế giới lân hòa hảo, nhà Phật con tiên hé miệng cười. Rồi Đức Thầy còn chúng ta còn cho biết sau này đó, bốn biển một nhà, cha Phật thánh thì là dân sự hết tàn nhang. Cho nên chúng ta cố gắng để rồi chúng ta hưởng được cái đời sau này, chúng ta được gần là bệ ngọc Long Sa, tức là thánh chúa quý vị. Đời xuất thánh tỏ bài câu tiêm tất, ráng giữ gìn kẻo mất giống hiền xưa, những thói hư tật xấu phải răng chừa, sao sẽ thấy người xưa tường tận mặt. Ta kể sơ đều cho vắn tắt, ước mong đời xét kỹ đặng tu hành, Phật từ bi đặng chữ cao thanh, người lương thiện hưởng tới muôn điều hạnh phúc quý vị. Cho nên chúng ta cố gắng hành thiện. Mà Đức Thầy chúng ta dạy đó, dạy chúng ta điều gì? Làm lành, không phải không anh? Ta dù có cách thông hơn dạng dân cứ chữ hiền lương mà làm, dạy chúng ta làm hiền, là dạy chúng ta làm lành, dạy chúng ta làm phải, đục trong bốn cố ngọn ngành, khuyên đời trao trĩa chữ lành cho xong. Chúng ta cố gắng thực hiện được cái chữ hiền, chữ lành, chữ thiện, chữ phải, chữ từ bi, chữ ba cái này, chắc chắn rằng Đức Thầy chúng ta rất là vui vẻ, rất là vui vẻ. Hôm nay Đức Thầy chúng ta rất là mừng, lòng trẻ thảo mà biết đòn biết kết, phí sắc phàm mê mệt đâu này, băng rừng dẹt phá gốc gai, để rồi đưa người lương thiện đến ngay niết bàn. Và cái thứ quý vị thì trong buổi sáng này thì cũng có cái nhân viên gặp mấy anh cũng là trong cái thâm sâu trong cái nền đạo, thì mình gặp nhau để rồi mình tâm tình trao đổi trong buổi sáng này vài lời đạo đức, thì trong qua hai câu giảng mình Tùng Quê nêu lên, tu cầu trăm mọi hiền lương, đồng thinh niệm Phật thì tai ương chẳng còn, thì tức là chúng ta sẽ được là an vui, chúng ta sẽ được hạnh phúc, chúng ta sẽ được mọi điều tốt đẹp. Thì hy vọng rằng
tất cả mọi người trong đạo của Đức Thầy, hay là tất cả mọi người nói chung là ở trên cái xã hội này, thì đều là trở về cái con đường hiền, con đường thiện, con đường tốt đẹp, thì để chúng ta được hưởng cùng chung hưởng với nhau một cái cuộc đời tốt đẹp, một cái con đường được một cái cuộc đời an vui, một cái cuộc đời hạnh phúc. Thì Đức Thầy, Đức Phật rất là mừng. Thôi đến đây thì chúng tôi cũng xin dừng lại. Thì với hai câu giảng trên thì lời của Đức Thầy thì rất là sâu xa, ít câu mà ý nhiệm sâu, thì chúng tôi cũng chỉ nói theo cái khả năng của mình. Thì mong rằng những gì chưa có hoàn chỉnh, mong rằng quý vị nào có nghe được thì cũng hoan hỷ, để rồi chúng ta cùng có cái cơ hội để rồi xây dựng và nhắc nhở lẫn nhau. Thì chúng tôi xin chân thành cảm ơn. Đến đây chúng tôi xin dứt lời, xin lễ pháp kính chào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin chân thành. Nhỏ quá, tôi không nghe, tôi không tiếp diện với anh được. Thành ra gì vậy, tôi không nói được, chứ tôi biết được cái đề tài tôi nói mới được nha. Có dịp nào làm cái chip đặc biệt nha. Cho bây giờ tôi chưa có nghe rõ, vì cái lỗ tai cũng hơi yếu. Tôi nói về cái việc mà tín đồ như anh nói nãy giờ, cũng nghe được vài tiếng. Thì mình là tín đồ, lúc thầy xa vắng thì ở bổn phận, mình ở nhà phải lo bổn phận, mà Đức Thầy dạy mình phải làm hết các việc lành, hết các việc từ thiện, phải không? Dạ. Như vậy thì mình á là bổn phận tín đồ, thì có ngày mình lo ruộng vườn hay gì đó, thì đến ngày rảnh rỗi thì cũng có cái ngày 29-30 mình đi chùa để nhắc nhở mình vậy đó. Thành ra bây giờ mình người tín đồ lúc nào cũng nhớ lời thầy dạy, vừa là niệm Phật vừa làm lành giúp cho đời, đó là bổn phận người tín đồ. Đi chùa đây lễ mình nhắc nhở mình đó, nhắc nhở mà cái ngày là lễ Phật dừng qua cái này cái nọ chứ. Thành ra bây giờ có dịp nào đây mình cũng có dịp nói đặc biệt, còn bây giờ thì tạm thời ha. Rồi này rất nhiều ha. Rồi kính thưa quý vị thân mến, vừa qua thì ba anh em thì cũng có vào một buổi sáng duyên lành gặp nhau, rồi cũng có tâm sự đạo đức qua hai cô giảng là vừa rồi, thì anh ba giải thích cũng rất là hay quý vị. Thành ra giờ đây thì tất cả anh em chúng tôi sẽ có một công việc để mà chuẩn bị lên đường đi cầu nguyện ở xa. Phải nói là một buổi sáng rất là ý nghĩa. Trong qua hai câu giảng mà nãy là hai câu giảng là tu cầu chăm họ hiền lương, đồng thinh niệm Phật tai ương chẳng còn, thì qua ý nghĩa trên hai câu giảng rất là bình dị mà Đức Thầy chúng ta đã dạy cho chúng ta, thì mong rằng toàn thể quý vị gắng cố gắng để thực hiện. Tại vì tu cầu ý nghĩa nó là tự lực và tha lực đều có đủ trong đó. Chúng ta vừa tu sửa chính bản thân mình, tâm mình cho tốt lên, thì cộng thêm là chúng ta hàng ngày cầu nguyện, thì cái sự cầu nguyện giống như hôm nay chúng ta đi chùa vào buổi sáng, đến chánh điện để chúng ta cầu nguyện, và sớm chiều bình đẳng trở lời thường hành như vậy, y là đừng sai, thì chúng ta cũng cầu nguyện nữa, để mong rằng cuối cùng và cộng thêm nữa chúng ta niệm Phật, để rồi thành tâm niệm Phật và nhất tâm, có nghĩa là lúc nào chúng ta cũng phải nhớ đến Phật và niệm Phật, tưởng Phật, thì chắc ăn là muôn sự đều sẽ tiêu tan. Bởi vì tu cầu chăm họ hiền lương, thành đồng thinh niệm Phật là tai ương chẳng còn. Đây chúng ta sẽ cố gắng thực hiện như vậy, niệm Phật như vậy, thì tin chắc rằng tất cả nhân loại chúng ta và tất cả những người trên thế giới này và tất cả những người trong hiện tại đây sẽ được bình yên, hạnh phúc trong tương lai. Và cũng mong rằng quý vị cố gắng thành tâm niệm Phật cùng với chúng tôi. Cũng cầu chúc cho bà con mình cũng gắng niệm Phật để mà mình làm lành, nhưng là y như lời thầy mình dạy, mình mới thiệt là tín đồ của thầy mình. Vậy cũng mong bà con cô bác anh em đồng đạo của mình gắng niệm Phật và làm lành. Ba anh em chúng tôi xin chào quý vị. Rồi kính mời quý vị bây giờ mình vô giếng trong chùa một chút. Cái thưa quý vị, bà con buổi sáng này cũng khá đông, nãy giờ chúng tôi thì cũng ráng tranh thủ một chút, bây giờ mình vô trong mình kính lễ phía trong nhé quý vị. Rồi chào anh.
À, kính thưa quý vị, mình đã vào bên trong rồi. À, kính thưa quý vị, kính mời quý vị hướng đến chánh điện để kính lễ nha quý vị. Nam mô A Di Đà Phật. À, anh ba ơi, mình kính lễ nên ba. Nam mô A Di Đà Phật. Dạ thưa xong. Kính thưa quý vị. À, giác sáng này chúng tôi thấy thì có hai cái bình bông rất là đẹp nha quý vị. Ngọc Giàu Long Xuyên anh ba. Thì đặc biệt cái vị này sẽ là lần nào 29-30 hay hoặc rằm đều có hai bình bông gì nè anh ba. Quá đẹp nha. Ngọc Giàu Long Xuyên thành kính cúng dường. Quá đẹp quý vị ơi. Đúng như lời Đức Thầy là đến ngày 29 đến ngày 30 hoặc trầm 14 đi chùa lễ Phật chân hoa. Này là đúng như cái lời Đức Thầy là đi chùa lễ Phật chân hoa. Thì dân hoa cung Phật thì đây là cũng thể hiện được cái lòng thành kính, cái sự mà đền đáp cái ơn của Đức Phật mà đã dìu dắt sanh linh ra khỏi dòng trầm luân khổ hại. Cái công của Đức Phật phải nói là không làm sao mà đền đáp cho vừa, là bởi vì nhờ hôm nay mình có cái chánh đạo để mà mình tu hành, thì phải nói là cái công của Đức Phật là rất 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 là lớn. Công của Đức Phật tìm ra chánh đạo, ơn của Đức Phật tìm ra chánh đạo, cho nên là mong ai cũng tôn sùng Tam Bảo, lo tu hành đúng đạo Thích Ca. Cho nên Ngài nhìn thấy cái cảnh khổ của nhân loại chúng sanh thì Ngài tự phát lên cái tâm của mình để mà đi tầm đạo, để cứu khổ cho mình và cho nhân loại, cho chúng sanh. Thì mình thấy cái công mà khổ khó của Đức Phật ngày xưa đó, Ngài phải băng rừng, phải vượt suối, rồi phải sống với một cái cuộc đời là lẻ loi, đơn lẻ và khổ khó đó. Mình thấy với một cái bậc mà vương giả, cái thái tử là một cái ngôi vua đang là sắp đến với mình, Ngài phải bỏ hết cung vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan để ngồi, Ngài phải ra đi để tìm một cái được cái chánh đạo. Hôm nay là mình được thừa hưởng cái phước thừa, gọi là hưởng được cái phước của Đức Phật để ban bố cho mình, cho nhân loại, cho chúng sinh. Thì cho nên tất cả mọi người chúng ta đều phải cố gắng nỗ lực, phải trao thân, phải dinh đạo để hiệp cùng nhau để truyền bá kinh lành, làm cho đời hiểu rõ kinh danh công của Đức Phật từ bi vô lượng. Kính thưa quý vị, hôm nay thì các bình bông ở trên chánh điện cũng rất là đẹp quý vị. Được các thợ cắm bông của chùa cắm rất là đẹp. Giờ chúng tôi kính mời anh vào bên trong.